phải sẵn sàng chờ chủ trở về. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy. Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Nhưng tỉnh thức không phải bằng thái độ thụ động, mà là bằng một thái độ tích cực. Thánh Phaolô đã mô tả thái độ đó như sau: Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, là con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiến độ. Hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến. Hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Thưa cộng đoàn, sống đức tin, đức cậy, đức mến trong khi chờ đợi Chúa đến không có nghĩa là chúng ta bỏ quên sự dấn thân của mình. Mỗi người chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức với thái độ tích cực, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là dấn thân phục vụ. Càng dấn thân phục vụ, chúng ta càng nhận ra được Chúa đang đến. Càng dấn thân phục vụ, chúng ta càng nên giống Chúa hơn. Ai lãnh nhận nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều. Ân sủng dồi dào mà chúng ta lãnh nhận trong đời sống là để san sẻ. Tình yêu của chúng ta cảm nhận được trong đức tin là để trao ban cho mọi người. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chúng ta chính là ý thức rằng sống tích cực để yêu thương và dấn thân phục vụ. Và đó cũng là hạnh phúc đích thực của chúng ta. Vì như Chúa Giêsu đã nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Đồng bào các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai và nhất là nhân tai. Đang khi chờ đợi làm rõ trách nhiệm của chủ đập thủy điện, chúng ta mỗi người một tay hãy san sẻ kẻ ít người nhiều với những người dân ở khu vực này để giúp họ vượt qua những ngày cùng cực. Thức tỉnh còn có nghĩa là thay đổi trái tim bằng đá vốn đóng kín trước tha nhân, vốn vô cảm với cuộc sống, bằng một trái tim mở rộng với anh chị em và không đóng kín đối với sự thật. Thức tỉnh là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa,
là trung tín với những gì Chúa trao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa. Và rồi sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần dấn thân phục vụ quên mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến bất cứ lúc nào trong đời sống của chúng ta. Amen.